Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel đập hộp của mình. Thì đây là series đầu tiên mình đập hộp về những món quà mà rất là giá trị ở trong căn nhà này. Đó chính là nhà của mình nha mọi người. À, không, nhà ba mẹ mình mua, nhưng mà thật chất là nó là của mình có sổ hộ khẩu rồi. Nhưng mà nó phải nhà của mình nên mua nha các bạn. À mà thôi, nó rối quá, thôi mình bỏ qua đi. Thì đây, đây mình sẽ xin giới thiệu với các bạn một món từ Adidas, một hãng giày thể thao mà cũng nói chung là bán áo nè, rồi phụ kiện thì cũng rất là nhiều. Đây là một chiếc túi mà mình cảm thấy là rất là ưng ý với mình, tại vì nó rất là dễ phối đồ mọi người. Cho dù mình mặc đồ phèn tới cỡ nào nó vẫn toát lên cái sự sang trọng của mình nha mọi người. Đó, thì đây là một cái dây đeo của nó. Thì lúc đầu á, là mình mới vô tiệm á mọi người, mình thấy rất là nhiều đồ. Thì mình có thích một đôi giày có in hình một con ếch rất là dễ thương. Thì cái đó mình thấy nó 2.800.000 một đôi lận á mọi người, cho nên mình bỏ ý định đó liền luôn. Tại vì cái đôi đó nó mắc hơn một đôi giày Converse gấp mấy lần luôn á mọi người. Cho nên là mình quyết định là không mua. Tại vì nhà mình có rất là nhiều đôi giày thể thao của Converse nè. Mọi người biết lý do tại sao mình mua cái con này không? Tại vì giảm giá. Ba mẹ mình tính toán trong đầu hết mọi người. Đi vào ngày hôm qua, thì ngày hôm qua là gần ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam, cũng như là ngày đám cưới, kỷ niệm đám cưới của ba mẹ mình. Thì ba mẹ mình mới vô tất cả cửa hàng ở Landmark luôn. Thì thấy nơi nào cũng giảm giá, cho nên ba mẹ mình mua 2 đôi giày có giá 10 triệu 2 đôi cho ba mình đi đánh gô đó nha. Tại vì mình đang quay clip á mà ba mình hết dung lượng iPhone, cho nên ba mình đã xóa bớt video đi á. Cho nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục quảng cáo. Không phải quảng cáo. Adidas nó đâu hỗ trợ cho mình đâu, mình quên. Mình giới thiệu thôi, giới thiệu để cho các bạn nào thấy giá nó hợp lý mà thấy nó đẹp á thì mọi người cứ lên mua đi. Đó, đây. Thì ba mẹ mình cũng đã mua 2 đôi giày cho ba mình đi đánh golf. Đọc đúng là gốc nha mọi người, nhưng mà mình sẽ đọc gôn hơn, tại vì đọc gôn là theo tiếng của người Việt người ta đọc như vậy. Với lại mẹ mình có mua cho mẹ mình một đôi giày thể thao cũng là của hãng này luôn, nhưng mà hiện tại là nó đang sale á mọi người, cho nên là được giảm có tầm 30 đến 50% của mình là giảm 30 thôi, đúng không ba? Của mình là giảm 30 thôi, tại vì cái này nó cũng có tầm 1 triệu. À không, chưa tới 1 triệu nha mọi người, 200 mỗi mới thành 1 triệu. Thật ra là cái này là 600 mấy á mọi người, mà nó sale. Nó đúng ngay cái ngày mà nó sale á mọi người, cho nên là còn có 400 mấy thôi. Nó đã giảm bớt 200 mấy rồi á. Cho nên là mình quyết định mua con này. Mình phải hỏi là nó có sale hay không mình mới mua nha, chứ không thì để chừng nào nó sale đi rồi mình mới mua. Đó. Cái giày của nó này mọi người, nó rất là chắc chắn, mình cái liệu cái dây của nó nè, đó rất là mượt bền, không có bị dơ nha mọi người. Mọi người mua mấy cái màu lấp lánh hay là mấy cái màu này nè, nó không bao giờ bị dơ hết trơn á. Chừng nào mọi người mua một cái màu hồng bình thường hoặc là cái màu trắng nó rất là dễ dơ, phải giặt hoài nó mới sạch đó mọi người. Đây, ở đây nó có một cái này đó, mọi người muốn nói ra thì đây cái dây lên này đó, mình nói vậy nè, còn cái này kéo được nha mọi người, đó kéo được hết á. Rồi thì mình sẽ đóng lại. Cái này nó đeo được rất là nhiều kiểu, nó mà mọi người đi tập thể dục á mà mọi người muốn nó gọn á nha mọi người thì mọi người đeo ngang bụng nè, nhưng mà cái này dành cho người lớn á, cho nên là mình hay đeo giày đeo chéo vậy nè, tại vì mình thích đeo chéo. Đeo chéo nó dễ mà nó tiện lắm. Mình cũng có một cái túi cũ nhưng mà cũng đeo chéo luôn. Đó, đây. Nó có một cái này rất là đặc biệt nha mọi người. Đó chính là cái thương hiệu của nó. Đây mọi người có thể gỡ ra được nha, nhưng mà mình không được gỡ đâu, tại vì nó rất là đẹp. Nếu mà mình gỡ thì không được. Ở đây nó có những cái dòng chữ mà mình không hiểu ý nghĩa của nó là gì hết. Ở trong này nha mọi người, nó cũng không có rộng lắm đâu, nói chung là nó cũng vừa vừa thôi, đựng vừa đủ cái điện thoại, cái khẩu trang nè, cái tiền nè. Ở trong này còn một cái ngăn nhỏ xíu trong này nữa, đựng những thứ giá trị chẳng hạn như là thẻ ngân hàng, tiền hoặc là mấy thứ gì đó mọi người thích bỏ vô.
Thì cái túi này mai mốt mình định để tiền lẻ, tại vì ba mình hay gửi xe mà quên, mà tiền mình chẳng không mà, cho nên mình cho ba mình mượn. Ở trong này thì nó có một cái người ta thêu vô, đó chính là Adidas, cái hãng của nó. Còn trong này là mấy cái giấy kiểu như là sản xuất vậy đó mọi người, kiểu giặt gì tùm lum hết á. Ủa, nó tiếng Hàn Quốc, ở lộn, lộn tiếng của Trung Quốc. Theo mình biết đó thì mẹ mình có nói mình bảo cái này là nó được thêu vá gì á ở Trung Quốc, nhưng mà nguyên liệu là của Mỹ hay là của nước ngoài gì đó, mình cũng không rõ nữa. Đây, nó có một cái màu rất là bóng láng nha mọi người, mọi người nhìn kỹ vô nha, nhìn nó rất là sang. Ví dụ đi, mình đem bận một cái đồ này hồi xưa mà mình đi ra ngoài đường á mọi người, mình đeo với lại cái túi cũ á mọi người, cái cô mà trong siêu thị á mọi người lại chê mình là con đi làm vé số, con đi bán vé số hả, thì mình rất là mình hơi kệ đó đi, mình cảm thấy rất là bực bội á mọi người, tự nhiên bị chê không hiểu luôn á. Mình rất là sang trọng và quý phái. À luôn, quên lúc đó mình phải không có gì sang trọng hết trơn. Cái này rất là giải phối đồ nha mọi người, mặc bất cứ bộ đồ nào cũng sẽ rất là hợp. Cái này đi tiện mà đi chui chơi á là mặc hợp, là hợp luôn á. Còn cái này á thì cho dù mình ở nhà, mình đi ra ngoài bà cố của mình thì vẫn được nha mọi người, không có gì hết. Nhưng mà mình nghĩ mọi người mặc cái bộ đồ giống mình á, mặc đồ bộ nhà là phèn nhất rồi nha mọi người. Chứ mọi người đừng nên mua cái bộ đồ nào nó phèn hơn nữa thì nó sẽ không bao giờ hợp. Đó, đây nha mọi người, đeo vô nó vẫn hơi sang trọng một tí nha. Còn nếu mọi người mang mấy cái đồ kiểu đi chơi á, nó sang trọng nữa, nó luxury hơn nha mọi người. Thì như mọi người đã biết cái luxury là sang trọng. Đây, sau này nó có một cái này nè, nó không có bị ngứa nha mọi người, nó là bền. Mọi người bóp vô cũng được. Đó, cái này nè, cái này nó là một cái chút dẻo giống như silicone. Ủa giống ta, nó kiểu nó dẻo thôi mọi người. Đó, nó rất là đẹp. Thì con này có giá là 600 mấy á, nhưng mà mọi người, mình nghĩ mọi người nên đi vào ngày sale, là vì Adidas nó bán đồ rất là mắc tiền. Mình nghĩ ai mà như mình nó chắc cũng không có mua đâu, tại vì phải sale mới mua nha mọi người. Ba mẹ đã tính toán trong đầu hết rồi, ba mẹ mình thông minh lắm, tính toán ngay cái ngày mà ngày gần ngày phụ nữ Việt Nam, ba mẹ mình mua liền luôn, đi vô quán nào quán nó sale luôn mọi người, hay thiệt chứ. Trời ơi, đây nè, đó túi này. À mà hồi nãy mình chỉ với mọi người mà kiểu đeo á, thì còn một cách nữa mình sẽ chỉ cho mọi người luôn, đó chính là đeo vậy nè, đeo mà kiểu giống như là đi tiệc ra mọi người, mấy người phụ nữ ta hay đeo nè, có một cái túi như này đeo chiếu, hoặc là đeo như vậy. Nhưng mà mình nghĩ đeo như vậy không hợp đâu nha, không hợp lúc nào hết. Đeo như vậy á thì mọi người muốn làm cái túi bình thường á nha, thì mọi người chỉ cần nới cái dây nó dài ra một tí, nó tới đây nè, có tầm eo của mọi người thôi, tại vì mình là con nít á cho nên eo của mình nó tới đây thôi à, cho tới là mọi người rồi. Đúng rồi, là nó sẽ dạy. Mình nghĩ mọi người không nên đợi cái cục sạc dự phòng nha mọi người nha, tại vì cái không gian của nó rất là nhỏ nè mọi người, nó nhỏ lắm luôn á, lúc đầu mình tưởng nó rộng đó mọi người, ai về đâu nhỏ xíu à, nhưng mà nói chung là nó đẹp là được. Gì đẹp là mình thích thôi, nhưng mà có cái tội là nó mất tiền thôi, cho nên là mấy thứ mình thích mình không bao giờ mua hết trơn á. Và đây là một món đồ lần đầu tiên mình mua đồ của Adidas mình xài luôn á mọi người, tại trước giờ mình thấy đồ của Adidas mắc quá mà mình không mua, dám mua à, mua tốn tiền mà cũng không có được xài nhiều nữa. Với lại bây giờ là Covid, mình thấy ủ mua giày thể thao nó ủ lắm luôn á, mặc đồ gì nó cũng phải kiểu thể thao một tí, thì mình cảm thấy rất là nóng, mình thích mặc đồ kiểu thoải mái giản dị thôi. Nhưng mà lâu lâu mình kiểu hơi là đi ra ngoài đồ mình hay diện xíu, tại vì để cho người ta thấy là mình diện đó. Thì cái túi này á thì mình đi xung quanh nhà cũng được nè, đi siêu thị, đi mua đồ ăn, rồi đi mua tùm lum, đi chợ cũng được nha, đi chợ bỏ tiền như đây nè. Mọi người đi đâu á mà mọi người muốn đi mua đồ, mọi người mặc đồ phèn như mình á, thì mọi người đừng nên xài một cái túi tầm thường nào, mọi người hãy xài cái túi này. Chứ không người ta sẽ nói mình là ăn mày và vé là bán vé số, mọi người mình đã bị rồi, mình rất là buồn. Buồn thật sự luôn á, buồn và tổn thương luôn á. Mà đồ nào mình đi siêu thị mình cũng gặp cái cô mà chơi mình hết á mọi người, tức ghê vậy á. Mà thôi kệ đi. Đó thì đây nha, mình xin nấc giá lại luôn nha.
thì ai muốn mua thì hãy mua trong cái khoảng thời gian này này nha, từ bây giờ nha. Không, từ hôm qua nó đã sale rồi, nhưng mà mình không biết giờ nó sale nữa, nhưng mà mình nghĩ là từ đây nè cho tới 20 tháng 10 á thì nó sẽ sale lắm. Còn nếu mà mọi người mua xe VinFast ở trong Denmark á thì mình không chắc nha, tại vì xe mình không có sale được á mọi người, xe thì mình không có đi đổi phụ kiện đồ này nọ được á, cho nên là mình xin nhắc giá lại 400 mấy nha mọi người. Nếu mà mọi người thấy con này ưng ý á thì mọi người hãy lên hãng thì mọi người sẽ tìm được nha. Bye bye mọi người.